Các tài xế xe tải ở Peru bắt đầu cuộc đình công. Các tài xế xe tải ở Peru đã bắt đầu cuộc đình công vô thời hạn vào hôm thứ Hai, ngày 27 tháng 6, để tìm kiếm các biện pháp nhằm giảm tác động của việc giá nhiên liệu tăng lên trên toàn cầu. Những tài xế xe tải đã điều khiển xe ra đường cao tốc quanh thành phố cảng Salao, bấm còi để yêu cầu chính quyền vào cuộc. Lãnh đạo Công đoàn Vận tải Hàng hóa Ivan Valencia đã cho biết hiện Peru đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội. Đây là lý do vì sao các nghiệp đoàn vận tải hàng hóa phải lên tiếng phản đối vì họ không thể chịu đựng được nữa. Anh nói, chúng tôi không phải là chính trị gia, chúng tôi là tài xế, là những người kinh doanh nhỏ và trao đổi trực tiếp. Hiện chúng tôi đang gặp khó khăn vì tình hình kinh tế của đất nước. Giá nhiên liệu toàn cầu đang tăng cao liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã gây ra tình trạng bất ổn ở Peru. Chính phủ của Tổng thống Pedro Castillo đã thực hiện các biện pháp để kiềm chế chi phí sinh hoạt tăng cao, nhưng tỷ lệ lạm phát hàng năm vẫn ở mức 8%, mức cao nhất trong 24 năm. Trong tình trạng khẩn cấp, cảnh sát và quân đội sẽ được triển khai trên khắp các tuyến đường của đất nước để tránh tắc nghẽn và quyền tự do đi lại sẽ bị đình chỉ.